Em đã nhận được bài của anh Lý Hiếu. Giờ đây em mời anh Lý Hiếu lên giao lưu với em nha. Đưa em về quê mẹ. Em mời anh Lý Hiếu. Đây là tiếng hát của anh Lý Hiếu cả nhà. Độc Nguyễn xin chào hết cả nhà. Bị gì trên đường lay cái mạng khó thấy quá, cả nhà thông cảm nha. Ủa anh Phương Võ yêu cầu bài gì anh? Hân ơi nhắn qua tin nhắn của chị đi. Minh Sang gửi bài cho chị. Tùng ơi, dẫu kẻ chân mây người nơi gốc đèn, hình bóng của chàng vẫn sống mãi trong tim. Xin chàng hãy nén lòng ra đi mà lo nỗi lại thanh. Gửi bài đó qua cho em luôn đi. Gửi bài đó qua cho chị đi. Cảm tạ tình được là Minh Sang. Bài hát ấy như thế nào? Ông kia hãy hát đi, tôi muốn nghe bài hát ấy. Dầm, tôi sẽ hát cho bà nghe bài hát người mã thanh hương. Không biết hát được không nha, mà hát đại. Tôi anh thích thì em chịu. Chàng mạn thanh gươm gậy bước đi mà đau đớn lòng. Tan tình tan tình tình tan tình tình là tình tình tan. Hồi xưa hai đứa chung trường ước mơ mãi.
hát tùng thường hát ru tôi vào giấc ngô. Nay ông nhắc lại kỷ niệm ngày xưa làm cho tôi thêm buồn tôi trong lòng. Bài hát ngày xưa tôi nhớ mãi trong lòng. Người là bạn ai mang thanh gươm gậy, người là ai mà giữ mái tóc xanh, mà lại gọi tôi ban nhạc ngu buồn bài hát của ngày xưa con. Có phải là tình của đôi ta tồn ơi ở nơi nào, lòng em có thấu. Anh Thu mờ quá rồi, sao có mấy cái gì chạy ngang qua đọc không được. Thu mờ quá mà ánh sáng dội khó đọc chữ, mất tiêu. Bài kỷ niệm ngày xưa xin đừng nhắc lại, chỉ cho tôi buồn xô kiếp người ơi. Bà ngày nay đã trở thành hoàng hậu, còn tôi đây chỉ là một kẻ ăn. Mái tóc xanh kia tôi giữ mãi bên mình, đó là lời hát tùng vừa cắn dằn. Khi tôi tìm gặp đường hào và hát cho nàng nghe bài ca tạm biệt của những ngày đoàn tụ bên nhau, và hẹn lại kiếp sau sẽ trở thành chồng chớ, vì kiếp này đang là vợ của người ta. Ông ơi, ông vừa nói có phải là hạt tùng của ngày xưa không ông? Không, hạt tùng ngày xưa đã chết kể từ khi người ta bắt nàng đi. Trời, hạt tùng ơi, ông kia, ông hãy hát nữa đi. Nghe bài hát của ông mà tôi cứ ngỡ tiếng của người xưa rồi. Đây tóc nàng ngày nào chia tay, tôi vẫn còn giữ lòng không phai, dấu cho đến lúc tàn ơi. Vòng tay còn ôm ấp mãi, cũng như tình ta với nàng. Tan tình tan tình tình tan, tan tình tình là tình tình tan. Chiến tranh gieo rắc cũng sầu, lỡ duyên mà đôi lứa, ôi buồn làm sao. Tan tình tan tình tình tan. Bà ơi, định mệnh trái ngang là do trò đời dấu bề. Gần mái tóc xanh và thanh gươm gậy, ngày xưa người để lại thành đường rương quán hằng. Và đôi mắt ngày xưa đã sáng lại lâu rồi, thế mà gặp nhau mà nàng không ngờ. Cứ ngỡ như là sông núi cách ngăn, mấy năm rồi như một kẻ ngăn mày. Ok Quỳnh Lê, đôi mắt ngày xưa già anh gửi qua đi Quỳnh Lê, chỉ cái bài chị bỏ ra để ra mất tiêu. Đã chết đi không còn sống ở dương trần.
Quỳnh Lê gửi qua Lê Cưng. Hạc Tùng ơi, chàng có hiểu cho em vẫn ngày đêm mong đợi. Em nguyện cùng anh giữ vẹn nghĩa tình chung. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, xin hẹn Hạc Tùng lại kiếp lấy xin. Bà ơi, nếu Hạc Tùng có nghe được những lời bà nói, chắc anh ấy sẽ vui đùi. Chị nhận được rồi. Và mai mốt nay tôi có gặp lại người bạc số, tôi sẽ nói bà đây dặn dẹn chữ tình chung. Nếu mai đi chàng có gặp lại người ấy, hãy nói rằng tôi dặn dẹn chữ chung tình. Dặn tôi đây sẽ bảo với Hạc Tùng là tôi đã làm xong lời thác mang nghĩ dặn cho bà. Mai đây gương mấy lại liền, thảo xương sẽ mãi ở bên Hạc Tùng. Cảm ơn quá, cảm ơn Lê Hiếu nha. Để Lộc mở lên coi. Cái bài của anh trả lại cho anh. Trời ơi, bài nhạc không biết có hát được không. Anh muốn em trả lại cho anh cái gì đây? Anh Phụng Võ. Được không em cả nhà? Lộc ở trước là Lộc hát nhạc dở lắm nha. Xin trả lại cho ai?
yêu cầu mà không biết anh có ngồi đó anh nghe không biết nữa. Đọc trả lời hết rồi nghe anh Phụng Võ. Giờ đây mời kêu trả lời cho anh rồi giờ ai trả lời cho em ta?